Em chào cô ạ. Cô giáo chỉnh giúp em ạ. Em là em đọc hôm vừa rồi học đọc 4 mẫu câu ạ. Thứ nhất là What is your hobby? It is a book. Mẫu câu thứ hai là What is your phone number? Số điện thoại của bạn là gì? Có nghĩa là O line 7 line 2 6 line 1 3 3. Mẫu câu thứ tư là công việc. À, mẫu câu thứ ba công việc. What is your job? I am a shell be salesman. Mẫu câu thứ tư là What is your the trend? Kim động đích chịt Hưng Yên Covid.